Mẹ ơi, con xong hết. Con ăn xong rồi. À, thế con lau miệng nhá. Được, con ra ăn bỏ vào thùng rác cho mẹ đi. Wow. Ăn xem đi. Chữ gì đấy? Con Lina. Lina ở đâu con xếp chữ? Bây giờ con dán chữ Lina, con dán tên của con vào đây nhá. Mẹ bóc cho con cho nhanh nhá. Mỗi người bóc một cái. Teamwork. Thì như thế thì mọi việc nó mới nhanh hơn và nó tốt hơn. Đúng không? Mình là đồng đội với nhau, mình cùng nhau làm. Đây. Wow, sao nên chữ gì? Y. Ừ. Con mở cái đấy, mẹ mở cái này nhá. Và A là của con nhá. Ừ, chữ A là của con nhá. Giống là mũi cán nhờ, mũi. À, giống cái dán chống mũi đúng không? Ừ, khó mở ra giống như là cái miếng dán trong mũi. L và Y là A là tên cái gì? Lia. Lia. Đây tiếng Việt là Lê A. Không phải Lê A là chữ E. L E A thì mới là Lê A. Còn đây là L I A là I A I L I A Lia. Giống Lê A. Không phải Lê A. Why? À nó hơi vần với chữ Lê A. Chữ này thì con đọc như nào? Lin. Đúng rồi, Lin. Na. Lina giỏi quá. Rainbow. Con đè mạnh quá nó bị bẹp à? Cái này là cô Hương làm đấy. Cô Hương làm ngôi sao đấy. Cho mẹ ngắn với. Tút. À mẹ ơi, mẹ nằm ở đây đi. Ok. Đẹp quá. Con học mẹ. Ừ, mẹ cũng giúp con nhá. Thôi. Ừ, thế con giúp mẹ đi. Mẹ làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Con có mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, con có 9 ngôi sao, mẹ có mấy? 13. 13. Thế là ai nhiều sao hơn? Mẹ. Ừ, mẹ à? Mẹ chỉ quan cho mẹ nhiều. Ôi, cảm ơn con. Con cho mẹ nhiều sao, mẹ cảm ơn con. Tặng con. Con nói gì? Mẹ tặng con thì con bảo sao? Con có gắn cái này không? Có gắn sticker không? It's like bà. Giống bà á? Sao lại giống bà? Bà có một lần mua sticker cho con cũng bóp được như này đúng không? Ừ, đây. Yes. Very good. Hello. Ôm mẹ cái. Cao lên chứ, ông cao lên chứ. Nào đây. Ồ, rồi. Ôi, ông không bỏ. Yêu mẹ không? Yêu mẹ bao nhiêu? 100. Con mẹ này. Bên này. Big one. A big. Mẹ ơi. Ơi. Con là cô mà. Đi dọa nó chú à? Đón xem chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube Điền Quân Kids bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.